Như vậy là bước vào trận đấu này thì U22 Malaysia chỉ có 2 ngày nghỉ, trong khi đó thì đội tuyển của chúng ta có tới 5 ngày nghỉ. Như vậy chắc chắn đây là một trận đấu xét về mặt thể lực thì đội tuyển của chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Hiệp thi đấu đầu tiên, Nhật Nam được chơi và gần như chỉ có một sai sót nhỏ của Nhật Nam đã khiến cho ông thầy người Pháp có sự thay đổi và Hồ Văn Cường lập tức trở lại với vị trí quen thuộc của mình. Như vậy là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia trong khuôn khổ SEA Games 32 đã được bắt đầu. Ở hiệp một của trận đấu thì cầu thủ U22 Việt Nam trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Rất may là ngày hôm nay mặt sân Green thoát nước khá ổn và lúc này có thể thấy là mặt sân cũng đã khô. Trong trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào, trời đã đổ mưa rất to và phần nào đó trên mặt sân Green đã có những vũng nước. Mukhairi. Để tiện cho sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, tôi một lần nữa xin được giới thiệu đường xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía U22 Malaysia, trong thành vẫn là thủ môn số 1 Ethan, ba trung vệ số 2 Ruven, số 3 Ubaidullah, số 6 Azamami, số 14 Zidki, số 5 Harit, số 20 Ayman, số 7 Mukhairi mang băng đội trưởng, số 22 Hakimi, số 11 Naimuddin và số 10 người chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ U22 Malaysia đó là Alip. Huấn luyện viên trưởng của U22 Malaysia đó chính là huấn luyện viên Erava Rasan. Ở đây xuất phát của các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu này như sau. Trong thành vẫn là thủ môn số 1 Quan Văn Chuẩn, người mang băng đội trưởng. Số 2 Phan Tuấn Tài, số 4 Trần Quang Thịnh, số 6 Vũ Tiến Long, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Văn Tùng, số 11 Nguyễn Thanh Nhàn, số 12 Nguyễn Thái Sơn, số 13 Hồ Văn Cường, số 17 Võ Minh Trọng và số 18 Nguyễn Đức Phú. Huấn luyện viên trưởng là ông Philippe Chujie. Trong một trận đấu mà tính chất là hết sức quan trọng như thế này thì sự tập trung ngay từ đầu là điều mà cầu thủ của hai bên cần phải duy trì, và sự quyết tâm trong cách tiếp cận đã được thể hiện rất rõ trong những pha tranh chấp đầu tiên của Nguyễn Đức Phú, một trong hai tiền vệ trung tâm trên sân lúc này của đội bóng áo đỏ. Hai pha va chạm liên tiếp, Đức Phú đều là người phạm lỗi, nhưng tinh thần và cách tiếp cận là cần thiết ở khung giữa sân. Với những gì đã diễn ra ở giải đấu hôm nay thì có thể thấy bộ đôi tiền vệ trung tâm Đức Phú và Thái Sơn là bộ đôi tiền vệ trung tâm mà ông Chujie thích nhất. Đây là hai cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt và di chuyển cũng rất ấn tượng. Mỗi trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam thì hai cầu thủ này đều di chuyển trên 10 km, một thông số thực sự ấn tượng với những cầu thủ Đông Nam Á. Nền tảng thể lực rõ ràng là vô cùng cần thiết đối với các cầu thủ trẻ. Hơn thế nữa thì lối chơi mà ông Chujie đang muốn áp dụng với bóng đá Việt Nam bắt đầu từ bóng đá trẻ là lối chơi kiểm soát, phải di chuyển nhiều, phải xoay sở, phải hoạt động một cách liên tục, và nền tảng thể lực mong manh đương nhiên sẽ không đáp ứng được lối chơi này. Và nhìn lối chơi của U22 Việt Nam thì chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng họ đang có những chuyển biến có màu sắc tích cực qua từng trận đấu tại SEA Games này. Ở trận đấu thứ hai gặp U22 Singapore, kết quả không phải chỉ là một vấn đề mà cách vận hành lối chơi của đội bóng áo đỏ cũng đã trở nên tốt hơn. Và trong cách chơi đó thì cặp tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam đã giữ được nhịp một cách hợp lý hơn, và đó cũng là bàn đạp cho lối chơi tấn công có đường nét của U22 Việt Nam. Cú phá bóng là của Phan Tuấn Tài. Và lúc này thì Phan Tuấn Tài đang đá lệch bên phía cánh trái ở hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Với cầu thủ U22 Malaysia, giải đấu hôm nay không chỉ thay đổi về mặt nhân sự mà những nhân sự trong đội hình của huấn luyện viên Erava Rasan thì ông còn thay đổi cả vị trí thi đấu của họ nữa, đặc biệt là nơi hàng tiền vệ cũng như là hàng phòng ngự. Dứt điểm. Có thể thấy là những phút vừa qua thì khả năng tranh chấp tay đôi của cầu thủ U22 Malaysia là khá ấn tượng, với thể hình nhỉnh hơn so với cầu thủ chúng ta. Đường chuyền vào là của Minh Trọng. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Đây là Minh Trọng, sút xa, không thể có phạt đền. Đương nhiên là như vậy. Như vậy là có vẻ như là đã có một tình huống phạt đền chăng? Chúng ta hãy cùng xem nào.
thậm chí là có thẻ vàng cho cầu thủ số 5 bên phía U22 Malaysia, đó là Harit. Có thể quan sát thấy là bóng bật chân, sau đó bật lên tay của Harit. Nhưng trọng tài chính Ida vẫn đưa ra một quyết định rất nhanh. Một quyết định có lợi cho U22 Việt Nam khi thời gian của trận đấu mới chỉ ở phút thứ 6. Cơ hội quá tốt để đội bóng của huấn luyện viên Trujillo có được bàn thắng mở tỷ số. Cơ hội được trao cho Văn Tùng. Và nên nhớ rằng Văn Tùng là người đã mở điểm cho U22 Việt Nam ở hai trận đấu trước đó. Bản lĩnh thi đấu của Văn Tùng là điều mà ông Trujillo có thể trông chờ. Kỹ năng dứt điểm, sự có mặt ở những thời điểm quan trọng, những thời điểm có thể có được những cơ hội là điều đã giúp cho Văn Tùng có được những kết quả tốt cho đến lúc này. Văn Tùng và Sik Ishan. Vẫn còn. Tỷ số vẫn được mở cho U22 Việt Nam. Bàn thắng vẫn là của Văn Tùng. Có một chút căng thẳng của Văn Tùng ở tình huống tiếp bóng đầu tiên. Và thủ môn của U22 Malaysia đã đổ người đúng hướng. Nhưng vận may vẫn mỉm cười với Văn Tùng và đội bóng của ông Trujillo. Một sự khởi đầu thuận lợi. Đây là bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Văn Tùng tại kỳ SEA Games năm nay. Và Văn Tùng là cầu thủ đang có được số bàn thắng nhiều nhất trong màu áo của U22 Việt Nam. Và lúc này thì thủ môn số 1 của U22 Malaysia đang bị đau. Nhưng rõ ràng đó là một pha bóng mà Văn Tùng đã không phạm lỗi. Anh đã băng vào rất kịp thời để đá bồi mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Những phút đầu tiên của trận đấu, cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đã cuốn nhau vào một lối chơi đôi công. Hai đội sẵn sàng đáp trả nhau. Và trong những phút đầu tiên đó, chúng ta cảm nhận là cách đá của U22 Việt Nam chưa hoàn toàn là một lối chơi có được tính kiểm soát cao. Nhưng phải nói rằng may mắn đã đứng về phía đội bóng áo đỏ, khi mà bên phần sân nhà chúng ta chưa bộc lộ quá nhiều những vấn đề cần phải sửa chữa, thì ở phía trên chúng ta lại có một cơ hội rất tốt. Và cho dù phải mất hơn một nhịp chạm bóng thì mới có được bàn thắng, thì Văn Tùng cũng đã một lần nữa trở thành cầu thủ mở điểm cho U22 Việt Nam. Một pha xử lý rất vụng về của số 5 Harit bên phía U22 Malaysia đã đem đến cho chúng ta một tình huống đá phạt 11m. Một sự khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội quân của huấn luyện viên Philip Chuje. Lần gần đây nhất bóng đá trẻ Malaysia có được tấm huy chương vàng ở SEA Games đó là vào năm 2011. Đó là lần thứ 2 liên tiếp trong kỷ nguyên môn bóng đá nam ở SEA Games thuộc về các cầu thủ ở lứa tuổi dưới 23. Năm 2009, Malaysia có được chiến thắng trong trận chung kết trước chính đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là thời của huấn luyện viên Raja Koban. Còn 2 năm sau đó, trên đất Indonesia, người dẫn dắt bóng đá trẻ Malaysia là ông Kim Sue. Và họ đã thắng đội Indonesia trong trận chung kết bằng những quả penalty. Với bóng đá trẻ Việt Nam, hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, chúng ta có được những tấm huy chương vàng. Tuy nhiên đó là những giải đấu mà không chỉ lực lượng chủ lực được tăng cường bởi những cầu thủ có thể nói là dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta có một loạt những cái tên có thể nói là rất xuất sắc thuộc lứa dưới 23. Và ở SEA Games trên đất Campuchia vào năm 2023 này, việc bảo vệ danh hiệu, bảo vệ tấm huy chương vàng là một thách thức rất lớn. Nhưng trước hết thì vào lúc này U22 Việt Nam đang có cơ hội lớn để có thể tiến vào vòng bán kết với tư cách là một trong hai đội đầu bảng. Ở bảng đấu có Thái Lan và Malaysia. Nếu như chúng ta có trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này
thì rõ ràng trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, trận đấu tranh ngôi vị đầu bảng. Nhưng rõ ràng đây là một trận đấu còn rất nhiều thời gian và U22 Malaysia không phải là một đội bóng dễ chơi. Sẽ là rất thú vị để chúng ta chờ xem ở những phút tiếp theo ông Trujillo sẽ cho các cầu thủ của mình chơi cách chơi như thế nào, vì chúng ta đã có bàn thắng sớm để dẫn trước. Sự khởi đầu là hứng khởi, là sẵn sàng đôi công, nhưng khi chúng ta đã có bàn thắng rồi thì liệu U22 Việt Nam có điều chỉnh lối chơi bằng một thế trận chắc chắn hơn bên phần sân nhà và chờ đợi những thời cơ để khai thác những khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Đó là điều mà chúng ta đã từng thấy khi Thái Lan phát huy được trong trận đấu ở lượt trận trước đó. Sẽ có phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Cả 3 bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng tại SEA Games năm nay đều là những bàn thắng mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Minh Trọng rất nguy hiểm, đánh đầu. Và đánh đầu của Quang Thịnh, một tình huống mà trung vệ của chúng ta lên tham gia tấn công. Zeki. Đội hình của U22 Việt Nam vẫn đang dâng lên rất cao. Lợi thế vẫn còn, chưa thể dứt điểm. Ngày hôm nay thì số 6 Azamami không chơi ở vị trí trung vệ lệch phải mà anh chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải trong đội hình của U22 Malaysia. Cầu thủ bị đau có vẻ như là Đức Phú. Không phải, như vậy là cầu thủ đã bị đau đó là Levando. Và hôm nay Levando, Nguyễn Văn Tùng, Quan Văn Chuẩn và cùng với đó là Nguyễn Thái Sơn là những cái tên được coi là ấn tượng nhất trong đội hình của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay khi trải qua hai lượt đấu đầu tiên. Như vậy là đã có thẻ vàng cho cầu thủ mang áo số 11, Naimuddin. Trong những trận đấu trước thì Naimuddin thường xuyên vào sân từ ghế dự bị và không chỉ tạo ra ấn tượng bởi mái tóc có thể nói là rất đặc biệt của mình. Số 11 của U22 Malaysia có một phong cách chơi giàu thể lực, lăn xả. Và anh cũng đã có bàn thắng trong trận đấu gặp đội Lào. Lúc này thì cả 5 bàn thắng của U22 Malaysia đều diễn ra trong trận đấu gặp U22 Lào. Nhưng trận đấu đó thì các cầu thủ Malaysia chỉ ghi được 3 bàn thôi. 2 bàn thắng còn lại của họ đều là những tình huống mà các cầu thủ Lào đã phản lưới nhà. Hakimi. Vẫn là Hakimi. Hakimi là tiền đạo có thể hình rất ấn tượng, anh cao 1m84, nhưng khá lạ là anh lại đá ở vị trí chạy biên chứ không phải là một vị trí tiền đạo mục tiêu. Đúng là trận đấu gặp U22 Thái Lan ở trận đấu thứ hai của giải đấu hôm nay là một trận đấu mà các cầu thủ U22 Malaysia đã tiêu tốn rất nhiều thể lực. Azamami tạt bóng, vẫn là Ami. Azamami pha can thiệp chính xác của Minh Trọng. Người ta nhớ tới cái tên Azamami, người đã bị thẻ đỏ trong trận đấu vòng bảng tại AFF Cup năm 2022. Trận đấu mà Malaysia đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-3 với một tình huống mà Azamami đã đánh nguội đối với Đoàn Văn Hậu đã khiến cho Malaysia phải nhận một quả phạt đền. Azamami tạt bóng, pha chuyền bóng của Thanh Nhàn. Ở hai trận đấu đã qua của U22 Việt Nam, một số cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị và đã để lại được những dấu ấn
đó là Quốc Việt, là Khuất Văn Khang và phần nào đó là Văn Trường. Mặc dù vậy thì huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn tin tưởng vào đội hình mà về cơ bản ông vẫn sử dụng trong hai trận đấu đã qua, đặc biệt là bộ ba trên hàng tấn công với Văn Tùng, Thanh Nhàn và Lê Văn Đô. Và cả hai tiền vệ trung tâm nữa vẫn là những cái tên mà huấn luyện viên Troussier được coi là tin tưởng nhất, Thái Sơn và Đức Phú. Lỗi của Jeky. Jeky là một cái tên khá mới trong đội hình xuất phát của U22 Malaysia tại trận đấu năm nay. Hai trận đấu trước thì anh không được đá chính. Trận đấu này thì Jeky đã được huấn luyện viên cho xuất phát ngay trong đội hình chính thức của U22 Malaysia. Rõ ràng với việc chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi, việc thay đổi những vị trí trong đội hình là một điều vô cùng cần thiết. Người bị đau bên phía U22 Việt Nam là Hồ Văn Cường. Đó là một trong số tương đối ít những thành viên của U22 Việt Nam tại SEA Games này thường xuyên được ra sân tại V-League. Cánh phải của Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này tại V-League thuộc về Hồ Văn Cường. Và đó là một sự chọn tương đối chất lượng của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Cú đạp bóng rất nguy hiểm của Alip. Trận đấu mà Alip có mặt trên sân ở trận đấu hôm nay trong đội hình của U22 Malaysia thì rõ ràng là anh thi đấu không thực sự ấn tượng. Người vừa va chạm với Alip là Vũ Tiến Long. Bàn thua duy nhất của U22 Việt Nam cho đến lúc này là tình huống có lỗi kỹ thuật của Tiến Long trong trận đấu gặp đội Singapore. Ông Alan Gowan, người đang dẫn dắt U22 Malaysia vào thời điểm này, là nhân vật đã từng chơi bóng cũng như là huấn luyện viên ở câu lạc bộ Selangor. Và trước khi làm việc với đội tuyển trẻ U22 Malaysia thì ông Alan Gowan thường chỉ làm việc với các câu lạc bộ, trong đó có tương đối nhiều các câu lạc bộ ở hạng dưới của bóng đá Malaysia. Naimuddin chơi trung lộ. Cú phá bóng là của Hồ Văn Cường. Quang Thịnh. Đúng là đã không còn một thế trận hoàn toàn đôi công. Sau bàn thắng thì U20 Việt Nam đã lui về và giữ thế trận bên phần sân nhà. Đã có sự bọc lót hợp lý của các cầu thủ áo đỏ. Pha xử lý vừa rồi là của Hakimi. Bóng đã ở bên ngoài sân và tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên cánh phải cho U22 Malaysia. Hakimi đang là tiền đạo dự bị của câu lạc bộ Kuala Lumpur và anh cũng đang không có được phong độ cao tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Bóng vào trong cuộc. Văn Tùng không bị phạm lỗi. Phút thứ 20 của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Trận đấu thứ 3 của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Trên sân lúc này thì đội bóng áo đỏ đang có lợi thế dẫn trước bằng bàn thắng của Văn Tùng. Không có lỗi.
cú lốp bóng từ rất xa nhưng độ chuẩn xác là không cao, và quan trọng là lực dứt điểm không đủ tốt. Pha xử lý trong thi vừa rồi là của Nguyễn Đức Phú. Tuy nhiên những pha tranh chấp của Đức Phú mới là điều đáng nói. Chúng ta cần phải có những tình huống tranh chấp vừa đủ sức mạnh vừa chính xác như vậy. Tuy nhiên với các tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam, chắc chắn là họ cũng sẽ cần phải được nhắc nhở sau khi dùng sức để tạo ra những tình huống tranh chấp, giành được trái bóng thì nên làm đơn giản hóa phần còn lại của các pha bóng. Khi đó chắc chắn là mọi chuyện sẽ hợp lý hơn. Họ đã mất rất nhiều sức để có thể có được những tình huống giành giật bóng, nhưng gần như ngay sau đó thì họ lại phung phí với những pha chuyển bóng hoặc là xử lý vội vàng. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Trợ lý trọng tài đã quyết định pha bắt bóng vừa rồi của thủ thành Ishan, bóng đã đi hết đường biên ngang. Người đá phạt góc sẽ là Minh Trọng. Nguy hiểm. Người phá bóng đó là Harit. Ruben rất khỏe. Có một tiếng ném biên cho U22 Việt Nam. Chưa một đối tượng như U22 Malaysia, một đội bóng có thể hình và thể lực phải nói là vào loại tốt nhất của khu Đông Nam Á vào thời điểm này, thì đương nhiên sẽ là một trận đấu đòi hỏi nhiều sức lực của thầy trò huấn viên Philippe Tourigier. Và cái cách mà chúng ta tiếp cận giải quyết trận đấu cũng phải hết sức linh hoạt, hợp lý. Không phải lúc nào cũng bung sức, không phải lúc nào cũng có những tình huống tranh chấp 1-1 là hiệu quả. Pha lên bóng của cầu thủ áo vàng Malaysia. Cú đá cuối cùng là của Alif. Có thể thấy là nếu so với Alif thì cầu thủ dự bị của U22 Malaysia trong trận đấu này đó là cầu thủ gốc Scotland Fergus DNA có chất lượng cao hơn. Từ trận đấu trước thì TNA đã dường như là vắt kiệt sức trong cuộc đối đầu với U22 Thái Lan. Nhưng rất có thể với phong độ như thế này của Alip thì sớm thôi, huấn luyện viên của U22 Malaysia sẽ tung Fergus TNA vào sân. Lúc đó thì hàng phòng ngự của chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Hồ Văn Cường, Tiến Long, lúc này thì có thể thấy mặt sân Green có khả năng thoát nước khá ổn và đó chính là điều có lợi cho chúng ta. Một quãng thời gian tương đối dài, huấn luyện viên Philippe Tourigier đã xây dựng cho U22 Việt Nam với lối chơi bóng ngắn nhỏ. Trận đấu vẫn tiếp tục. Không được. Người cắt được bóng đó là Thái Sơn. Đã có lỗi của các cầu thủ U22 Malaysia. Tình huống xử lý rất dứt khoát đến từ trọng tài Jupeida. Người phạm lỗi là Alip. Thái Sơn. Rất nhanh. Tình huống tranh chấp rất mạnh mẽ của cao thủ hai bên. Vừa rồi là Lê Văn Đô. Chắc chắn cần thiết phải có những tình huống vào bóng mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi luật cho phép. Một trận
đấu có tính chất quyết định rất nhiều tới tấm vé lọt vào bán kết tại bộ môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Chắc chắn rồi, nếu thắng trận đấu này thì chúng ta chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu bán kết và chờ đợi trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan để xem đội bóng nào sẽ là đội bóng đầu khu vực bảng B. Lúc này thì U22 Thái Lan đang có hiệu số tương đối ấn tượng. Họ ghi được 9 bàn và để thủng lưới 2 bàn. Naimudin, Ruben. Trận đấu trước thì Ruben còn đá ở vị trí trung vệ. Ngày hôm nay thì anh đã đá ở vị trí lệch trái trong đội hình của U22 Malaysia. Luân phiên những sự thay đổi cả vị trí lẫn con người của huấn luyện viên Elan Goran. Ở một bảng đấu tương đối khó khăn nhưng có thể thấy là lịch thi đấu của chúng ta là tương đối thuận lợi. Đường chuyền của Hồ Văn Cường. Lê Văn Đô. Không phải là Lê Văn Đô mà đó là Thanh Nhàn. Không có người hỗ trợ. Trận đấu trước thì số 5 Harris chơi ở vị trí chạy cánh trái nhưng ngày hôm nay thì anh đã chơi trung vệ. Và áp sát của Naimudin. Việc bị dẫn bàn sớm đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của U22 Việt Nam, U22 Malaysia ít nhiều. Nhưng ở những phút vừa qua thì lối chơi dùng sức của các cầu thủ áo vàng phần nào đó cũng đã có được sự gắn kết tốt hơn. Vấn đề là U22 Việt Nam sẽ lựa chọn khoảng cách nào để đeo bám và tổ chức những tình huống phòng ngự. Vừa có lỗi cao chân, đó là lỗi của Vũ Minh Trọng. Thẻ vàng có lẽ sẽ được rút ra để cảnh cáo Minh Trọng. Trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games này thì không có một cầu thủ nào phải nhận thẻ vàng cả. Và đây là thẻ vàng đầu tiên của chúng ta tại môn bóng đá nam kỳ SEA Games năm nay, thuộc về Minh Trọng. Anh Quốc Hưng có nghĩ rằng trong những phút vừa rồi chúng ta càng cảm nhận được rằng chúng ta cần có một cầu thủ có bản lĩnh, có kinh nghiệm ở trên sân để tạo ra được sự nhắc nhở, sự kết nối giữa các tuyến. Vì thực tế vào lúc này thế trận chúng ta là thuận lợi, chúng ta đã dẫn trước. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi với một tốc độ hợp lý hơn, có nghĩa là chậm hơn ở bên phần sân nhà trước khi bùng nổ ở phía trên nếu chúng ta có khoảng trống. Một loạt những pha tranh chấp gần đây rõ ràng là những pha tranh chấp bên phần sân nhà chúng ta không cần vội vàng đến như vậy. Đó chính là điều mà chúng ta có thể nhận thấy là U22 Việt Nam đang thiếu ở giải đấu hôm nay. Hai trận đấu đầu tiên chúng ta giành những chiến thắng tương đối thuyết phục. Nhưng nhịp chơi bóng thì có phần nào đó chưa thực sự tròn trịa. Bởi có thể thấy là trên sân chưa có một cầu thủ thực sự cầm được nhịp như anh Tùng đã nói. Chúng ta sẽ hy vọng vào cái tên Lê Văn Đô sẽ làm được điều này. Bây giờ là quả đá phạt bên phía cánh phải cho U22 Malaysia. Người đi trước bóng đó là Mukhari. Cú đá không nguy hiểm. Và lại là số 10 Alip. Thực tế vào lúc này thì không hiểu huấn luyện viên của U22 Malaysia đang nghĩ gì. Và dứt điểm thứ hai trong trận đấu này của Alip và nó đều rất thiếu tiêu chuẩn. Không chỉ ở trận đấu này
những phút mà Alip đã góp mặt trên sân trong màu áo của U22 Malaysia ở giải đấu hôm nay đều là những phút thi đấu thực sự thất vọng của số 10. Phút thứ 30 của trận đấu Malaysia gặp Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng của môn bóng đá nam tại SEA Games 32. U22 Việt Nam là những người đang dẫn trước. Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài, Minh Trọng, Văn Đô. Phạt góc cho U22 Việt Nam. Pha thoát đi không thành công của Thanh Nhàn. Tuấn Tài, Minh Trọng, chân phải, nhưng đó là tư thế không thật sự thuận lợi. Vậy là hai cầu thủ Việt Nam đã có va chạm với nhau. Người đang nằm sân là Thái Sơn. Một pha bóng thực sự khá vô duyên, không có những thông tin của Tiến Long và Thái Sơn cho nhau ở trong pha bóng vừa rồi. Ở bảng A của môn bóng đá nam tại SEA Games này thì đội tuyển Indonesia đã chắc chắn có được một tấm vé vào vòng bán kết sau 3 trận toàn thắng với hiệu số bàn thắng bại là dương 11. Đội đứng thứ hai tạm thời là Myanmar. Đội bóng có lẽ cũng sẽ rất thuận lợi trong việc giành quyền đi tiếp, vì vào lúc này đối thủ cạnh tranh của họ là đội chủ nhà Campuchia mới chỉ có được 4 điểm. Và lượt trận cuối thì Campuchia rõ ràng là không có quyền tự quyết. Đội Campuchia đã chơi tốt ở những trận đấu đã qua, nhưng họ đã lãng phí cơ hội trong trận đấu gặp U22 Philippines và không thể hiện được một chất lượng chơi cần thiết trong trận đối đầu quan trọng trước Myanmar. Vừa rồi thì số 4 Jagri đã phạm lỗi. Pha xử lý chính xác của trọng tài chính. Có thể thấy vào lúc này thì Zikri và số 10 Alip là hai điểm quyết trong đội hình của U22 Malaysia. Đường truyền là của Phan Tuấn Tài. Đường truyền ngang. Đánh nhau. Tỷ số là 2-0 cho U22 Việt Nam. Pha phối hợp rất đẹp và lại là Văn Tùng. Bàn thắng thứ tư của Nguyễn Văn Tùng tại kỳ SEA Games năm nay. Rất hứng khởi. Và lúc này thì Văn Tùng đã có số bàn thắng bằng với số 14 của Indonesia, đó là Fajar Rahman. Cầu thủ cũng đã có 4 bàn thắng tại kỳ SEA Games năm nay. Và Văn Tùng cũng là cầu thủ thứ tư tại SEA Games năm nay lập cú đúp. Trước đó thì đã có 4 cầu thủ, đó là Cho Sin Ti của Campuchia, Fajar Rahman của Indonesia. Và ngày hôm nay trong trận đấu gặp U22 Lào, những cầu thủ như là Terasak và Yosakon của Thái Lan cũng đã lập cú đúp cho riêng mình. 2-0, khởi đầu quá tốt cho cao thủ U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Thực sự quá khó khăn cho cao thủ Malaysia rồi. Những pha thoát đi của các cầu thủ U22 Việt Nam ở bên phía góc trái luôn là một điểm nhấn quan trọng trong những trận đấu đã qua. Tình huống ghi bàn thắng thứ hai vào lưới của đội Lào ở trận đấu đầu tiên cũng là một tình huống thoát đi kiểu như chúng ta vừa thấy, cho dù cách kết thúc ở phía trong là có khác nhau. Và trong tình huống tổ chức vừa rồi thì tôi chú ý đến đường truyền vượt tuyến, một cú bấm bóng có thể nói là cực kỳ mẫn cảm của Phan Tuấn Tài, cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Đó là một pha bấm bóng điểm rơi nhưng nó thuận lợi và chính xác đến từng mm dành cho trường hợp băng lên của Võ Minh Trọng. Đó chính là điều mà huấn viên Philippe Chuzier cần ở những trung vệ khi ông chơi với sơ đồ 3 trung vệ trong đội hình.
Vâng, chính xác là như vậy. Đó là điều mà tôi cũng muốn nói đến. Đó là cách lý giải hợp lý nhất dành cho việc Phan Tuấn Tài được xếp chơi như một trung vệ lệch trái, chứ không phải là một người chạy cánh như thường thấy ở các kỳ SEA Games hay các trận đấu khác, kể cả ở cấp độ câu lạc bộ. Bàn thắng thứ tư của Nguyễn Văn Tùng và là bàn thắng thứ hai bằng đầu của anh ở giải đấu năm nay. Nếu không thể có điểm trong trận đấu này thì đội tuyển U22 Malaysia sẽ chỉ có được 3 điểm sau 3 trận đấu. Và số điểm tối đa mà họ có được chỉ là 6 điểm. Vì ở lượt cuối họ sẽ còn một trận đấu với U22 Singapore. Và với việc Thái Lan đã có được 9 điểm, cũng như Việt Nam nếu bảo toàn được chiến thắng cũng sẽ có được 9 điểm, thì có thể hiểu được rằng Malaysia cũng là đội đã bị loại. Trước khi trận đấu này diễn ra, hai đội bóng đã bị loại ở khu vực bảng B, đó là Singapore và Lào. Những đội bóng mới chỉ có được 1 điểm cho tới lúc này. Đã có những lo lắng nhất định dành cho lộ trình thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam, nhất là khi chứng kiến những đối thủ cùng bảng như Thái Lan, như Malaysia thể hiện được sức mạnh ở những lượt trận đầu tiên. Nhưng trên thực tế thì bóng đá trẻ luôn luôn có những sai số, và chúng ta đã thấy được rất rõ sai số này trong cách chơi của U22 Việt Nam, sai số của đội U22 Malaysia qua từng trận đấu. Cách điều chỉnh của U22 Việt Nam với bàn tay của huấn luyện viên Philippe Tourier có vẻ như nó phù hợp hơn. Và phải nói rằng chúng ta cũng có một thuận lợi rất đáng kể, đó là lộ trình thi đấu. Chúng ta gặp những đối thủ dễ trước, và ở trận đấu mang tính then chốt này thì sự tích lũy về mặt điểm số cũng như thể lực và tinh thần rõ ràng đã giúp cho U22 Việt Nam có được những điều kiện hết sức thuận lợi. Giờ thi đấu cũng là điều mà tôi muốn nói đến, khi U22 Việt Nam có giờ thi đấu rất thuận lợi tại giải đấu hôm nay ở khu vực bảng B. Chỉ có một trận đấu duy nhất thi đấu vào lúc 16 giờ. Nhưng đó là một ngày mà thời tiết tại Phnom Penh rất mát. Cơ hội tiếp theo cho đội tuyển U22 Việt Nam, không vào. Rất đáng tiếc. Và dứt điểm của Hồ Văn Cường. Lúc này thì trên sân Green trời vẫn đang đổ mưa. Nhưng chúng ta đã có hai bàn dẫn trước. Ăn một chút ra lòng trong thôi. Những cơn mưa. Vâng, những cơn mưa thậm chí là lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của các đội bóng. Nhưng với điều kiện khí hậu ở Campuchia vào thời điểm này, vào giữa mùa khô mà lại có những cơn mưa như vậy, thì có lẽ nó lại là hết sức thuận lợi cho các đội bóng. Nó sẽ mát mẻ rất nhiều, thời tiết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Pha xử lý chính xác của Quang Văn Chuẩn. Một cơn mưa thôi thì thời tiết vào lúc này, nhiệt độ lúc này trên sân Prince chỉ vào khoảng 26 độ C. Rất dễ chịu. Nếu là người đang dẫn dắt U22 Việt Nam trên sân lúc này thì anh Hưng sẽ làm gì khi mà chúng ta đã có hai bàn dẫn trước? Rõ ràng là với việc dẫn trước hai bàn trước một đội bóng có nền tảng thể lực tốt và lối chơi quyết liệt như U22 Malaysia, thì chúng ta sẽ cần phải kiểm soát bóng nhiều hơn với một cự ly đội hình hợp lý. Lúc này thì chắc chắn là lợi thế về tâm lý của U22 Việt Nam lớn hơn rất nhiều, và Malaysia sẽ cực kỳ khó chơi trong một thế trận mà họ bắt buộc phải có hai bàn thắng nữa. Ít nhất nếu như trận đấu này Malaysia không có được một điểm thì họ chắc chắn sẽ bị loại tại SEA Games năm nay. Một lợi thế vô cùng to lớn về mặt tinh thần, về mặt tâm lý dành cho U22 Việt Nam. Văn Tùng đang có một phong độ rất cao tại kỳ SEA Games năm nay. Qua từng trận đấu thì U22 Việt Nam đang thể hiện được sự tiến bộ, sự trưởng thành. Nhưng điều mà anh Hưng vừa nhắc đến là điều mà tôi hoàn toàn có những chia sẻ. Một đội bóng có bản lĩnh, một đội bóng có sự tiến bộ không chỉ là một đội bóng có được những kết quả tốt một cách thường xuyên, mà còn cần
ứng xử một cách hợp lý trong những tình huống cụ thể, nhất là khi chúng ta đang dẫn. Dẫn bàn là một thuận lợi, nhưng duy trì lợi thế đó bằng một tiêu chuẩn chơi hợp lý, tránh được những chấn thương, tránh những thẻ phạt, tránh những pha tranh chấp không cần thiết, cũng là một điều mà các cầu thủ của chúng ta cần phải học hỏi và tích lũy. Đây là phút thứ 40 của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Cách biệt đã được nhân đôi và lợi thế cũng là nhân đôi cho U22 Việt Nam. Một hiệp đấu thực sự thất vọng của số 10 Alip, và nhiều khả năng là đầu hiệp 2 anh sẽ bị thay ra. Harit. Đúng là ở giải đấu này thì U22 Việt Nam càng chơi càng thể hiện rõ sự tiến bộ. Hakimi cũng là một sự thất vọng trên hàng công của U22 Malaysia tại giải đấu năm nay. Trận đấu trước thì U22 Malaysia đối đầu với các cầu thủ U22 Thái Lan. Họ chơi với 3 cầu thủ khác hoàn toàn trên hàng công. Đó là số 15 Tianay, số 13 Saravanan và số 4 Arin. Không có nhiều đất cho các cầu thủ U22 Malaysia. Hakimi. Một tình huống dùng tay chơi bóng một cách rõ ràng. Nguyễn Thái Sơn. Một vị trí đá phạt tương tự với vị trí mà số 10 Alip đã đưa bóng lên khán đài. Và liệu lần này thì Alip có được đá phạt nữa hay không? Alip vẫn đang đứng trước bóng. Qua phần chuẩn vẫn đem lại sự chắc chắn trong khung thành của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trời đổ mưa khá to. Vẫn là Alip và Mukhairi đứng trước tình huống đá phạt này cho các cầu thủ U22 Malaysia. Vẫn là Alip. Chúng ta hãy cùng xem quyết định này. Trời mưa sân trơn và có vẻ như bàn thắng đã được công nhận. Một sai lầm khá đáng tiếc của thủ thành Quan Văn Chuẩn trong pha bắt bóng vừa rồi. Trời mưa sân trơn nếu là một tình huống đấm bóng thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rất khó để có thể thổi phạt đội bạn trong pha bóng như thế này. Một pha bóng mà Quan Văn Chuẩn đã để bóng rơi ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Có lẽ chúng ta chỉ tự biết trách mình trong pha bóng này thôi. Vì trước đó chúng ta cũng đã được trọng tài cho một tình huống đá phạt 11m. Hai bàn thua của U22 Việt Nam cho đến lúc này ở SEA Games đều là những tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Đó đều là những sai sót về mặt kỹ thuật. Tự tin là một điều tốt, nhưng tự tin trong một hoàn cảnh thời tiết như thế này thì có lẽ là điều thực sự không cần thiết. Vâng, chúng ta đã nói đến câu chuyện thuộc về bản lĩnh. Lựa chọn cho mình một giải pháp thi đấu đúng đắn, nhất là khi chúng ta đang dẫn bàn, cũng là một thứ được gọi là bản lĩnh. Ở tình huống đá phạt thứ hai của mình thì phần nào đó Alip đã làm tốt hơn. Một tình huống đá phạt trúng đích và đã có lực hơn. Thực ra thì đó không phải là một cú đá quá nguy hiểm.
nhưng nó lại cần thiết ở thời điểm mà Malaysia chưa tìm thấy cảm giác chơi bóng của mình. Bóng được đưa đi trúng khung thành, và khi nó được tăng lực lên chút ít cộng với cơn mưa thì mọi chuyện sẽ trở nên không hề đơn giản với cầu thủ một. Một khoảng trống rất nguy hiểm, đó là điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Lại là Alif, rất may là cái chân trái của Alif trong tình huống vừa rồi đã không còn tìm thấy cảm giác chuẩn xác. Thực sự rất may cho khung thành của chúng ta, quá nhiều không gian, thậm chí là thời gian để cho Alif có thể dứt điểm chính xác hơn cho pha bóng này. Vừa rồi là một tình huống chọn cách đứng có thể nói là rất có vấn đề của Trần Quang Thịnh, tư thế để đón nhận pha chuyền bóng của đối phương. Phán đoán ý tưởng chơi của đối thủ là một vấn đề, nhưng rõ ràng là cách để đón nhận đường chuyền đó, và Quang Thịnh đã để cho đối phương chuyền sửa lưng mình, không thể xoay sở được. Và quan trọng hơn nữa là ở phía trên chúng ta cần phải giữ một khoảng cách hợp lý hơn. Đây là lúc mà chúng ta không cần phải vội. Bóng đã chạm tay, lỗi chạm tay của Thanh Nhàn. Chúng ta đang dẫn bàn và cần phải tránh những tình huống dạng như thế này. Lúc này đương nhiên là U22 Malaysia sẽ là đội bóng sốt ruột hơn, và họ sẽ có những tình huống nóng nảy hơn. Pha cắt bóng của Phan Tuấn Tài. Hiệp 1 của trận đấu sẽ có thêm 3 phút đá bù giờ. Đây chắc chắn là lúc mà ông Tuzier và các cộng sự trông chờ vào quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Chúng ta cần phải có những điều chỉnh. GTC, U20 Việt Nam vẫn là một đội bóng trẻ và cần phải có sự chỉnh sửa gần như ngay lập tức. Bóng trong cuộc. Đường chuyền cho Văn Tùng. Thực tế thì Văn Tùng không phải là dạng mẫu cầu thủ khéo léo, mà là dạng một mẫu cầu thủ có thể dứt điểm tốt một chạm trong vòng cấm. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Văn Tùng là người có khả năng đánh hơi thấy những cơ hội, những bàn thắng, và kỹ năng kết thúc của cầu thủ này là khá hay. Nhưng có lẽ đây không phải là một dạng cầu thủ có thể chơi độc lập tác chiến tốt trên hàng công. Nhưng tôi nghĩ rằng Văn Tùng vẫn còn rất trẻ và vẫn còn có thể hoàn thiện được mình. Chúng ta cứ thử liên tưởng lại hình ảnh của Anh Đức trước đây thì cũng có thể nhìn thấy có những nét khá tương đồng. Những pha dồn ép của U22 Malaysia ở thời điểm cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia đã khép lại với tỷ số 2-1. Một hiệp đầu mà U22 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi với những pha ghi bàn của Văn Tùng. Chúng ta đã có được một điều kiện quá tốt, nhưng chúng ta lại không bảo toàn được cách biệt hai bàn cho đến trước khi hiệp đầu khép lại. Ở những phút cuối của hiệp 1 là quãng thời gian mà lối chơi của U22 Việt Nam không thật sự đảm bảo. Nhưng chúng ta vẫn còn cả một hiệp đấu tiếp theo ở trước mắt để chỉnh sửa và củng cố chiến thắng này, qua đó có được một vị trí thuận lợi và giành quyền đi tiếp. U22 Malaysia bị dẫn bàn và họ sẽ nỗ lực chơi với một tốc độ cao và một đội hình dâng cao để tìm kiếm bàn thắng sau 3 tỷ số. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2 thì Malaysia trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Theo quan sát thì chưa có bất kỳ một sự thay đổi về mặt nhân sự nào của cả hai đội bóng Việt Nam và Malaysia. Ubaidullah
Naimudin. Bukhairi. Không được. Vẫn là Naimudin. Thì một cắt bóng gọn gàng của Ubaidullah. Ruven tắt bóng. Rất nhanh. Bukhairi. Khá thoáng. Hakimi. Không được. Trong hiệp 1 của trận đấu thì Hakimi có khá nhiều bóng ở bên phía cánh phải. Nhưng tầm hoạt động của cầu thủ này cũng như ảnh hưởng mà cầu thủ mang áo số 22 của Malaysia đem lại là không đủ tốt. Người sút bóng nhiều nhất bên phía U22 Malaysia ở hiệp 1 là số 10 Alif. Phần lớn là những pha xử lý không chuẩn xác. Nhưng bàn thắng mà Malaysia có được trong hiệp thi đấu đầu tiên lại đến từ quả đá trúng đích của chính Alif. U22 Việt Nam cũng đã khởi đầu 5 phút đầu tiên bằng một lối chơi đôi công cùng với đối thủ. Và trong quãng thời gian đó, chúng ta đã có được một cơ hội từ quả penalty. Sau bàn thắng thì U22 Việt Nam đã trở về với lối chơi đảm bảo từ chân địa bên và sân nhà và phát huy được một tình huống tấn công với đường truyền vượt tuyến chính xác của Phan Tuấn Tài. Người kiến tạo là Võ Minh Trọng và cầu thủ kết thúc một lần nữa lại là Minh Tùng, là Văn Tùng. Khả năng tận dụng thời cơ, chớp thời cơ của Văn Tùng cho đến lúc này là xuất sắc. 4 bàn sau 3 trận. Bây giờ là lúc mà U22 Việt Nam sau giờ nghỉ đang giữ thế trận bằng những tình huống phòng ngự. Một cú dứt điểm có lực rất tốt của Mukhairi, nhưng bóng đã vấp vào chân một hậu vệ của đội bóng áo đỏ. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho U22 Malaysia. Ngày hôm nay thì Mukhairi lần đầu đeo băng đội trưởng của U22 Malaysia tại giải đấu hôm nay. Hai trận đấu trước người đeo băng đội trưởng đó là số 6 Azam Ami. Hakimi có chiều cao 1m84, rất ấn tượng. Nhưng khả năng dứt điểm của cầu thủ này cũng chưa để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu năm nay. Tiếp tục là phạt góc cho U22 Malaysia. Đó là cú phá bóng của Hồ Văn Cường. Tiếp tục là quả chơi bóng của Mukhairi. Bóng vừa chạm đầu của Văn Tùng. Tranh chấp rất quyết liệt ở khu giữa sân. Văn Tùng. Hồ Văn Cường. Cú phá bóng kịp thời của Ubaidullah. Ubaidullah là người đã mở tỷ số cho đội tuyển U22 Malaysia trong trận đấu gặp đội Lào. Nhưng cũng chính cầu thủ này đã phản lưới nhà đem đến bàn gỡ đầu tiên cho đội Lào ở trận đấu đó. Phút 50 của trận đấu, U22 Việt Nam vẫn đang còn lợi thế dẫn bàn. Và bây giờ là những sự thay đổi người đầu tiên của đội bóng áo đỏ trong trận đấu này. Huỳnh Công Đến và Khuất Văn Khang là những người được cho vào sân. Khuất Văn Khang vào sân để thay cho Lê Văn Đô. Văn Tùng sẽ rời sân để nhường chỗ cho Huỳnh Công Đến. Việc trước tiên mà ông Truje sẽ làm là củng cố khung giữa sân. Việc thay Văn Tùng ra cũng là một điều tương đối dễ hiểu thôi. Lúc này thì trên hàng công của U22 Việt Nam cần những cầu thủ có tốc độ cao hơn trong những đường lên bóng phản công. Và Khuất Văn Khang sẽ là một cái tên đó.
Văn Tùng không phải là cầu thủ được đánh giá cao ở tốc độ. Và chắc chắn thế trận hiệp 2 là một thế trận mà đội hình của U22 Malaysia sẽ dâng lên rất cao. Sẽ có nhiều khoảng trống hơn để cho chúng ta tận dụng trong những đợt phản công và lên bóng. Ở những phút tiếp theo thì người sẽ thay Văn Tùng trong vai trò người đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam sẽ là Thanh Nhàn. Khuất Văn Khang là người sẽ hoạt động rộng hơn. Cú chạm bóng của Khuất Văn Khang. Huỳnh Công đến. Cú đá không chuẩn xác. Đường truyền của Alip. Nguy hiểm. Cú đá có thể nói là cực kỳ lợi hại của Naimuddin. Một pha phối hợp có nét của cầu thủ U22 Malaysia khi bóng được tổ chức xuống ngay trung lộ. Bóng đã chạm cột dọc bên trái khung thành của Quan Văn Chuẩn và đi cắt ngang mặt khung thành. Rất may cho Quan Văn Chuẩn và các đồng đội. Một pha bóng thật sự rất thoát tim với những pha mổ của U22 Việt Nam. Người bị phạm lỗi đó là Thanh Nhàn. Với pha chơi bóng vừa rồi của U22 Malaysia thì chúng ta có thể hiểu được rằng hàng phòng ngự của chúng ta cho dù đang được bố trí lực lượng tương đối đông vẫn cần phải có sự đảm bảo về mặt khoảng cách. Ruben. Bukhari. Và mất bóng của Bukhari. Levado. Lỗi của đội trưởng bên phía U22 Malaysia. Đó là tình huống mà Huỳnh Công đến đã bị tác động bởi lỗi của Bukhari. Thẻ vàng thứ 3 của U22 Malaysia trong trận đấu này. Thẻ vàng của Bukhari. Và hiệp 1 thì đã có tới 2 cầu thủ của Malaysia phải nhận thẻ vàng, đó là số 11 Naimuddin và số 5 Harith. Chính thẻ vàng đã dẫn tới quả đá phạt 11m dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Chúng ta đã dẫn bàn nhưng có thể nói vào lúc này những cơ hội nguy hiểm của U22 Malaysia là nhiều hơn. Đó là những tiếng đối mặt của số 10 Alip và tình huống dứt điểm vừa rồi trong hiệp thứ 2 của Naimuddin. Khi mà khoảng cách giữa hai đội vào lúc này chỉ là một bàn, chúng ta hiểu được rằng mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề là U22 Việt Nam sẽ giải quyết đối thủ bằng sự lựa chọn như thế nào. Trên sân đang có tới 2 cầu thủ của U22 Việt Nam nằm sân.
dường như đã có một cánh tay thừa của một cầu thủ áo vàng vung vào mặt của Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang và Minh Trọng là cầu thủ đang bị đau bên phía U22 Việt Nam. Chắc chắn rồi, với tính chất quá quan trọng của trận đấu như thế này thì sẽ có rất nhiều những tình huống va chạm. Sẽ là rất đau với tình huống va chạm này của Khuất Văn Khang và Ruven. Đầu gối của Ruven đã va đúng gần kheo của Khuất Văn Khang. Ở góc máy quay chậm này thì chúng ta đã thấy là Mukhairi đã đánh nguội một cú vung cùi chỏ. Trong tình huống di chuyển không bóng thì Võ Minh Trọng đã làm động tác kéo đối phương. Và Mukhairi đã phản ứng bằng một cú vung cùi chỏ về phía sau. Đội trưởng bên phía U22 Malaysia số 7 đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Và nếu như tình mắt đơn thì có thể đây sẽ là thẻ vàng thứ hai. Nhưng có lẽ với một thế trận như thế này thì trọng tài người Nhật Bản cũng sẽ không đưa ra một quyết định vội vàng. Vấn đề là không có công nghệ VAR để hỗ trợ cho các trọng tài. Ở những tình huống xa như thế này thì các trợ lý cũng rất ít khi đưa ra những ý kiến của mình để can thiệp vào tình thế trên sân. Nhưng đương nhiên đây sẽ là một lời cảnh báo cho số 7 bên phía U22 Malaysia. Chỉ một tình huống dạng như thế này nữa thôi thì anh sẽ bị trọng tài chính Ida chú ý. Và điều đó thì hoàn toàn có thể xảy ra với tiêu chuẩn của một giải đấu gồm những cầu thủ trẻ. Việc họ đưa ra những pha xử lý thiếu tính toán, thiếu kiểm soát là chuyện vẫn rất có thể xảy ra. Phạt góc cho các cầu thủ Malaysia. Tình huống đi bóng rất dũng mãnh của Ruven. Và đó là pha cản phá của Hồ Văn Cường. Những phút thi đấu thực sự vất vả nơi phòng ngự của U22 Việt Nam. Thời gian thi đấu còn rất dài và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ đứng vững và chơi tốt hơn trong những đợt phản công. Không có gì nguy hiểm cả. Cú chạm đầu của Abdullah. Trong những lần gặp nhau trước đây của hai nền bóng đá tại khu vực với những trận đấu tại SEA Games thì phần thắng nghiêng về phía U22, U23 và các đội tuyển của bóng đá Nam Việt Nam nhiều hơn. Thực tế là trong 11 lần đối đầu trước đây thì Việt Nam thắng 6 và để thua 5. Chưa có một trận hòa nào giữa hai đội và cũng chưa có một trận đấu nào không có bàn thắng được ghi. Và tiếp tục trận đấu này thì bàn thắng cũng lại đã diễn ra. Điều đó chứng tỏ những trận đấu mà Việt Nam và Malaysia đối đầu trước đây đều là những trận đấu rất hấp dẫn. Huỳnh Công đến. Minh Trọng. Thanh Nhàn đã không kiểm soát được trái bóng. Lúc này khi Văn Tùng không có mặt ở trên sân nữa thì những tình huống chơi bóng ở biên và tạt bóng thực sự sẽ không còn là một thứ vũ khí lợi hại của U22 Việt Nam nữa. Cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam, Khuất Văn Khang! Một cơ hội rõ ràng để có thể có được bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam. Bóng đã đúng với cái tầm chân trái của Khuất Văn Khang rồi. Một cú sút vào góc gần.
Một tình huống pressing hiệu quả của Hồ Văn Cường. Lựa chọn của Khúc Văn Khang là tương đối hay. Cú đá vào ngay góc gần. Không có can thiệp của thủ môn Isahan thì có thể là bàn thắng cũng không tới. Nhưng giải pháp trong tiếng vừa rồi là một pha xử lý mà đôi khi các thủ môn thường không có được sự tập trung. Thông thường thì các thủ môn sẽ trông chờ vào việc phán đoán một quả khứa lòng về phía góc xa. Nhưng thay vào vì một cú khứa lòng, Khúc Văn Khang đá ngay vào góc gần. Rất nguy hiểm. Rất lập bập ở vị trí của Quang Văn Chuẩn. Anh Quốc Hưng có nghĩ rằng Quang Văn Chuẩn đang có một chút ít vấn đề về mặt tâm lý sau khi đã để thua bàn thua ở hiệp 1 không? Chắc chắn là như vậy. Đây là một trận đấu mà có lẽ Quang Văn Chuẩn đang gặp những vấn đề về mặt tâm lý. Đây là một pha bóng không khó đối với các thủ môn. Cho dù có thể nói là trời mưa, bóng ướt, hoàn toàn đủ thời gian để cho Quang Văn Chuẩn có thể làm tốt hơn ở trong pha bóng này. Rất may cho Quang Văn Chuẩn là anh vẫn còn kịp thời có phản xạ ở tình huống bóng 2. Huấn luyện viên thủ môn ở U22 Việt Nam vào lúc này là ông Ngô Việt Trung. Một người cũng đã từng được khoác áo đội tuyển quốc gia. Và trong sự nghiệp thi đấu của mình thì ông Ngô Việt Trung là thủ môn của câu lạc bộ Lâm Đồng. Alip sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt góc này. Những tình huống tổ chức phòng ngự thực sự rất lúng túng của cầu thủ U22 Việt Nam. Người mới có tình huống dứt điểm đó là trung vệ Ubaidullah. Một thế trận làm cho rất nhiều những pha mộ của đội tuyển U22 Việt Nam cảm giác lo lắng, thiếu đi sự chắc chắn. Bóng cắt ngang không thành và tới vị trí của Ubaidullah. May là cú đặt lòng của trung vệ này, bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Quang Văn Chuẩn. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Và đây chắc chắn là lúc mà chúng ta cần phải có một sự nỗ lực, không chỉ về sức vóc mà còn cả về mặt tư duy để kiểm soát trận đấu. Quá lật. Bóng ăn quá nhiều lên mu bàn chân. Pha xử lý trong tình huống rồi là của Thanh Nhàn. Hai cánh chính là điểm yếu của các cầu thủ U22 Malaysia khi mà Ruven và Zikri là hai cầu thủ có thể thấy là không đủ độ khéo léo trong những tình huống thoát pressing. Đây là hai cầu thủ có thể hình và thể lực tốt. Đương nhiên họ chỉ phòng ngự ấn tượng, nhưng khi bị pressing thì rõ ràng là Ruven và Zikri đều tỏ ra rất lúng túng. Có lẽ là huấn luyện viên Chuzier cũng đã phần nào đó nhìn ra điều này và ông đang đẩy hai cánh lên rất cao để tổ chức pressing. Trong việc đầu tiên có thể thấy là Ruven và Zikri là hai cầu thủ không thường lên tham gia tấn công trong những đợt lên bóng của U22 Malaysia. Trong những phút vừa qua của hiệp thi đấu thứ hai thì cái cách chơi mà U22 Việt Nam áp dụng theo ý tưởng của huấn luyện viên Tuzier tạo ra những tình huống pressing như anh Quốc Hưng vừa nhắc đến là điều chúng ta thấy một cách thường xuyên.
đó là một sự lựa chọn hợp lý khi hai hậu vệ biên của đối phương, những cầu thủ chơi cánh của họ là những người không đủ mềm mại để kết nối và thoát pressing từ bên phần sân nhà. Tuy nhiên sẽ là một thách thức cho U22 Việt Nam với những tình huống tận dụng thời cơ ở phía trên, cũng như cần phải di chuyển hợp lý về phần sân nhà để đảm bảo thế trận. Khoảng cách vẫn là điều mà tôi muốn nhắc lại, chúng ta cần phải có sự khắc phục. Thanh Nhàn, đó là một pha xoay sở tốt. Đường chuyền là của Đức Phú. Đường chuyền vào quá sâu. Ruben. Vẫn là Ruben. Naimudin. Zikri. Ubaidullah. Vẫn là Ubaidullah. Ngay cả trung vệ Ubaidullah cũng đã dâng lên rất cao để tham gia tấn công. Phần lớn những gì mà chúng ta đã thấy ở những phút vừa qua của hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Trujillo chỉ chơi với hai tiền đạo ở phía trên, đó là Thanh Nhàn và Khuất Văn Khang, chứ không còn phải là một đội hình tấn công 3 mũi như đã từng có ở đầu trận. Có thể với việc Levando rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ vào sân thay người, đó là Huỳnh Công Đến. Thì Huỳnh Công Đến hy vọng sẽ đem lại sự chắc chắn hơn nơi khu vực giữa sân cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Trên sân lúc này thì hàng tiền vệ của U22 Việt Nam có 3 người, đó là Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đức Phú. Này có lẽ là huấn luyện viên Chusie đã thay đổi sơ đồ là 3-5-2. Thanh Nhàn. Hồ Văn Cường. Đó là những tình huống truyền ngắn, giữ bóng, kiểm soát bóng hợp lý của U22 Việt Nam. Khi chúng ta chưa nhìn thấy những khoảng trống, khi chưa có được cái điều kiện phát triển thuận lợi thì chúng ta có quyền được chơi một cách chậm rãi như vậy. Đội bóng cần phải vội vào lúc này là đối phương chứ không phải là U22 Việt Nam. Giải pháp an toàn của Quang Thịnh. Phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía U22 Việt Nam. Ayman. U22 Việt Nam đang chơi với một đội hình thấp. Và chuyển hướng chính xác. Lúc này tỷ số 6 Azamami đã được đẩy ra đá biên. Hakimi. Vẫn là Hakimi. Người phá bóng là Đức Phú. Ta cần phải rất tập trung với những tình huống đá phạt góc cố định như thế này.
may là pha đá phạt góc vừa rồi của Alip là không tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng những pha đưa bóng vào ở tầm trung bình là sự lựa chọn của U22 Malaysia vào thời điểm này. Họ không chú trọng quá nhiều vào những tình huống bóng bổng, cho dù trên sân lúc này họ vẫn có những cầu thủ có chiều cao tốt. Vì thực tế là không chiến không phải là lợi thế hoàn toàn của cầu thủ áo vàng. Rất khỏe. Cú phá bóng của Quang Thịnh. Phản công cho U22 Việt Nam. Không được. Áp sát rất nhanh và thể thấy là thể lực của các cầu thủ Malaysia là rất ấn tượng. Ta cần phải tận dụng tốt những tình huống phản công như thế này. Không vượt qua được Hakimi. Nhưng vừa rồi là một tình huống bung sức cần thiết của Thanh Nhàn. Hai lần đối đầu gần nhất ở các kỳ SEA Games thì chiến thắng đều thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam thì tại bán kết U23 Việt Nam đã có chiến thắng khá vất vả trước cao thủ Malaysia. Phải tới những phút hiệp phụ đầu tiên thì Tiến Linh mới có bàn thắng mở tỷ số, cũng như đó là bàn thắng duy nhất để giúp Việt Nam vào chơi trận chung kết. Naimuddin. Người phá bóng là Quang Thịnh. Đường chuyền non. Tuy nhiên không có điểm cắt nào thuộc về cầu thủ áo đỏ. Pha cắt bóng của Hồ Văn Cường, vẫn là cầu thủ Malaysia. Quả chọc khe tiếp theo là của Mukhairi. Thế thì ở giải đấu hôm nay, trên hàng công của U22 Malaysia cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Hôm nay chắc chắn là những pha mộ đội bóng này rất nhớ những cái tên như là Arid Ayman và Lukman Hakim. Ayman đang là chân sút chủ lực của câu lạc bộ Johor Darul Tazim tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Sự thay đổi người bên phía U22 Malaysia. Zikri rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ số 21. Đó là Savwan. Và Ayman nhường chỗ cho Fergus Tierney. Cầu thủ gốc Scotland Fergus Tierney đã vào sân. Và đó sẽ là điểm nhấn trên hàng công của U22 Malaysia. Chúng ta sẽ cần phải lưu ý rất nhiều tới cầu thủ này. Sức vóc và thể lực của Tierney là rất ấn tượng. Anh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của U22 Thái Lan ở trận đấu trước. Bóng vừa chạm đầu của Phan Tuấn Tài.
đường chuyền dài, nhưng đó không phải là một đường mở bóng phản công chuẩn xác. Trên cái dự bị của U22 Việt Nam vào lúc này vẫn còn nhân tố có thể tạo ra được sự đột biến với những tình huống phản công. Một tình huống tạo sức ép của hàng tấn công bên phía đội bóng áo đỏ đã khiến cho Ihsan, thủ môn của Malaysia, phải phá bóng rất mạnh, đường truyền không chuẩn xác. Và đây là sự thay đổi người bên phía U22 Việt Nam, nhưng đó là sự tăng cường cho hàng phòng ngự. Lương Duy Cường sẽ vào sân. Lương Duy Cường là trung vệ có thể hình tốt nhất trong những cầu thủ phòng ngự của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Quả phạt góc bên phía phải cho U22 Việt Nam. Minh Trọng sẽ là cầu thủ rời sân. Có thể Phan Tuấn Tài sẽ là cầu thủ ra đá ở phía hàng cánh trái. Sự thay đổi người thứ 3 của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Minh Trọng, cầu thủ đã kiến tạo cho Văn Tùng có bàn thắng thứ hai của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay. Pha tạt bóng nửa nẩy rất chính xác của Võ Minh Trọng và pha đánh đầu của Văn Tùng cũng rất hay. Ý đồ của huấn luyện viên Philippe Chuzier trong những tình huống phối hợp phạt góc là những tình huống phối hợp chứ không đá thẳng vào phía trong để sử dụng những tình huống bóng bổng. Người đã bị thử phạt trong tí vừa rồi là Vũ Tiến Long. Thẻ đỏ trực tiếp. Chiếc thẻ đỏ đã được rút ra dành cho cầu thủ mới được vào sân bên phía U22 Malaysia, đó là Sapuan. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm để xác định câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Động tác đẩy của Sapuan. Như chúng tôi đã nhận định, các cầu thủ U22 Malaysia vẫn rất nóng vội trong những tình huống tranh chấp như thế này và điều đó sẽ có lợi cho chúng ta. Các cầu thủ trẻ thì luôn khó lòng có thể kiểm soát được mọi tình huống, mọi pha xử lý bằng một sự tỉnh táo. Và vừa rồi là một động tác thừa của Sapuan, cho dù nó không thực sự quá nguy hiểm. Mặc dù vậy thì trong quan sát của mình, trọng tài người Nhật Bản ông Lida cho rằng đó là một động tác phạm lỗi nặng và ông đã truất quyền thi đấu của Sapuan. Với góc máy này thì mọi chuyện có vẻ như rõ ràng hơn. Không khác gì một cú đánh, có thể hiểu là như vậy. Và không phải là không có lý cho quyết định truất quyền thi đấu vừa rồi của trọng tài người Nhật Bản ông Lida. Với những tình huống như này thì không cần phải quá thực sự rõ ràng đâu anh Tùng ạ. Lỗi hành vi thôi cũng đã đủ để trọng tài chính có thể đưa ra một chiếc thẻ đỏ rồi. Phút thứ 80 của trận đấu, lợi thế dẫn điểm đang thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam và lợi thế về mặt quân số cũng thuộc về đội bóng áo đỏ. Như vậy là trong hai trận đấu gần nhất, cả cấp độ đội tuyển cũng như cấp độ đội U22, thì Malaysia gặp Việt Nam họ đều phải nhận thẻ đỏ. Lúc này thì đương nhiên chúng ta sẽ dễ chơi hơn rất nhiều rồi.
Khuất Văn Khang. Xoay sở tốt. Không được. Đường chuyền tiếp theo là của Nguyễn Thái Sơn. Như vậy là vào lúc này thì Hồ Văn Cường đang chơi chẳng khác gì một cầu thủ lệch cánh trái. Trong khi đó thì Phan Tuấn Tài cũng có mặt ở bên phía cánh trái. Đã có lỗi của Naimuddin. Và thẻ đỏ cho Naimuddin. Thẻ vàng thứ hai. Đúng là các cầu thủ Malaysia đã vỡ vụ trong trận đấu này. Chắc chắn rồi, 3 điểm sẽ thuộc về chúng ta, không thể khác được. Các cầu thủ trẻ của Malaysia đã tự phá hỏng trận đấu bằng những tình huống không đáng có. Và đó chính là một việc thuận lợi cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Thẻ vàng thứ hai là chính xác thôi, không thể khác được. Thậm chí với những gì đang diễn ra trên sân thì chúng ta có thể nghĩ thêm việc ghi bàn thắng vào lưới của U22 Malaysia ở những phút tiếp theo. Hoàn toàn có thể là như vậy. Hai tấm thẻ đỏ trong vòng ít phút dành cho đội bóng áo vàng. 9 người trên sân, quả thật là quá khó cho đội tuyển U22 Malaysia có thể thay đổi được tình hình. Có lẽ trọng tài đã chú ý rất nhiều tới tình huống mà trước đó, như chúng tôi đã nói, là Mukhairi đã có một tình huống va chạm với cầu thủ của chúng ta. Và sau đó thì ông đã có những quyết định dứt khoát hơn với những chiếc thẻ dành cho các cầu thủ trẻ bên phía U22 Malaysia. Và đó hoàn toàn là những quyết định chính xác. Công bằng mà nói thì đây là một trận đấu mà chúng ta thi đấu không quá vượt trội. Nhưng những sự thuận lợi đều thuộc về chúng ta. Những bàn thắng mở tỷ số, quả đá phạt 11m và những chiếc thẻ đỏ và thẻ vàng dành cho cao thủ bên phía Malaysia. Lúc này chắc chắn rồi, chỉ cần kiểm soát bóng thôi thì Malaysia cũng không thể làm gì được. Khuất Văn Khang. Tôi nhận thấy có một điều là cầu thủ áo đỏ của chúng ta thường có xu hướng có những phản ứng sau khi bị tác động bởi các cầu thủ đối phương. Họ luôn luôn trông chờ vào quyết định của trọng tài ở những tình huống đó. Thay vì nên đứng dậy, vùng dậy và tiếp tục thi đấu thì họ lại luôn luôn có những lời phàn nàn. Đó có lẽ là điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Không bằng mà nói thì ngày hôm nay là một trận đấu mà chúng ta được hưởng những gì được coi là tốt nhất đến từ trọng tài. Và cũng không cần phải có những sự phàn nàn như vậy. Tập trung vào chơi bóng khi đã hơn người, chỉ cần kiểm soát bóng thôi thì chúng ta cũng đã tạo ra được lợi thế rồi. Nguyễn Quốc Việt vào sân. Tốc độ của Nguyễn Quốc Việt sẽ được phát huy ở những phút tới. Đúng như vậy, chỉ cần kiểm soát bóng thôi. Tuyến 2, Huỳnh Công đến. Tiến Long, Lương Duy Cường, sút xa. Ta sẽ cùng trông chờ thêm vào những bàn thắng của U22 Việt Nam. Chắc chắn rồi, lúc này thì chắc chắn là U22 Malaysia sẽ không đủ người. Và thực tế vào lúc này thì chúng ta cũng không cần phải câu giờ như vậy.
Nếu cách biệt được giữ nguyên thì U22 Việt Nam sẽ có được 9 điểm sau 3 lượt trận. Hiệu số bàn thắng bại sẽ là dương 5. Và U20 Việt Nam sẽ là đội đứng thứ hai ở bảng đấu sau Thái Lan sau lượt trận thứ 3. Ở lượt trận cuối cùng tại bảng B, Malaysia sẽ gặp Singapore trong giờ thi đấu sớm hơn vào ngày 11 tháng 5. Và trong giờ thi đấu muộn vào lúc 19 giờ tối, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan trong trận đấu có tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng. Như vậy là Saravanan và Muhammad Atif Mazai sẽ là những cái tên tiếp theo được tung vào sân bên phía Malaysia. Rapid lúc này mới rời sân cùng với Harit. Một trận đấu mà chính các cầu thủ trẻ của U22 Malaysia tự phá bỏ đi những nỗ lực của mình. Vũ Tiến Long. Rồi! Không được, chậm mất rồi. Tiến Long, Lương Duy Cương. Lúc này chỉ cần kiểm soát bóng thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ khiến cho U22 Malaysia vất vả rồi. Duy Cương. Nguyễn Đức Phú, Quang Thịnh. Tiến Long. Qua người. Dứt điểm. Cú đá là của Quốc Việt. Ba ngày nữa chúng ta sẽ có trận đấu gặp U22 Thái Lan. Trận đấu cũng được diễn ra vào khung giờ 19 giờ và đương nhiên vẫn được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Football, và cũng có những chương trình đồng hành trước, giữa và sau trận đấu. Mời quý vị chú ý đón xem tất cả những trận đấu diễn ra với sự góp mặt của U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Chúng tôi đều có chương trình bình luận. Không thể vượt qua. Phút thứ 90 của trận đấu, cách biệt giữa hai đội chỉ là một bàn, nhưng trên sân là một lợi thế lớn của U22 Việt Nam khi đối phương chỉ còn lại 9 người. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Thời tiết rất mát nên trận đấu này không có loạt cooling break. Huỳnh Công đến. 3 điểm là một điều quan trọng và chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở bán kết. Chỉ còn 5 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn đủ thời gian để chúng ta có thể nghĩ thêm việc ghi bàn thắng. Thái Sơn ở thế bị dẫn trước và đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau lượt trận này, nhưng U22 Malaysia vào lúc này cũng chẳng thể có thể đẩy đội hình lên. Với việc các vận động viên bị thẻ đỏ thì phần nào đó cũng có những dấu ấn và lỗi của huấn luyện viên về cách nhìn nhận trận đấu, tiếp cận trận đấu. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy là ở thời điểm gần đây
thì các tuyến đội tuyển của Malaysia gặp Việt Nam thì họ thường thi đấu có gì đó thực sự khá ức chế. Như đã nhận định thì hai trận đấu gần nhất ở các cấp đội tuyển thì Malaysia đều phải nhận thẻ đỏ. Họ vẫn chưa thể rút được kinh nghiệm. Chính xác là như vậy. Cơ hội Khoa Văn Khang. Căng ngang. Rất đáng tiếc ở phía sau. Đã có Quốc Việt chờ sẵn. Nhưng Khoa Văn Khang chưa thể đưa được trái bóng sang đó. Một tình huống cản phá của Ubaidullah. Có thể nhận thấy là U22 Malaysia ở SEA Games này rất muốn có được sự thay đổi trong kết quả khi đối đầu với những trận đấu của họ với đội tuyển Việt Nam ở cấp độ khác nhau. Nhưng đôi khi tinh thần, sự quyết tâm lại không đi cùng với những hành động phù hợp. Còn với pha quay chậm vừa rồi thì chúng ta một lần nữa phải hết sức rút kinh nghiệm với trường hợp của Khuất Văn Khang. Những động tác thừa không bao giờ đem lại những lợi ích đủ lớn, mà đôi khi nó sẽ lại khiến cho những cầu thủ tham gia vào những pha bóng đó những hệ quả có thể nói là rất nặng nề. Ở trận đấu này đương nhiên là lúc chúng ta phải tránh những thẻ phạt và cả những chấn thương không cần thiết nữa. Pha bóng vừa rồi thực tế là trọng tài đã không thể quan sát được, và nếu như có VAR, nếu thôi thì chắc chắn thậm chí sẽ là một quyết định khắt khe hơn dành cho Khuất Văn Khang. Một động tác rất thừa. Và nó chẳng đúng một chút nào, nhất là khi mà chúng ta đang có một muôn vàn lợi thế ở trên sân. Vũ Tiến Long. Lúc này thì Tiến Long là cầu thủ được đẩy lên phía cánh phải. Cánh trái là Hồ Văn Cường. Ba trung vệ vẫn là Tuấn Tài, Quang Thịnh và Lương Duy Cương. Quang Thịnh, Duy Cương. Với 9 người thì rõ ràng là đội bóng áo vàng chẳng thể thay đổi được điều gì. Họ không thể giữ được trái bóng trong chân. Cơ hội lên bóng cho các cầu thủ. Không được. Không đủ quân số trong những đợt lên bóng. Thì chúng ta cũng phải cẩn trọng với những pha bóng dạng như vừa rồi, sẽ tạo điều kiện cho Malaysia ít nhất là có cơ hội để phản công. Một sự thất vọng đến từ huấn luyện viên Elan Govan. Ngày mà huấn luyện viên Elan Govan đã quán triệt các học trò không tốt trong một trận đấu có tính chất quan trọng tới như thế này. Huỳnh Công đến. Những giây bù giờ cuối cùng rồi. Cơ hội, lợi thế cho các cầu thủ Việt Nam. Không được rồi. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nhật Bản Ida đã vang lên. Chung cuộc đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 với một cú đúp của Văn Tùng. Cả 3 bàn thắng được ghi trong trận đấu ngày hôm nay đều được ghi trong hiệp 1. Một trận đấu quá nhiều khó khăn, quá nhiều mất mát cho các cầu thủ U22 Malaysia, và họ đã chính thức bị loại ở giải đấu năm nay. Hai cái tên đã lọt vào bán kết, cho dù còn một trận đấu nữa, đó chính là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Và trận đấu cuối cùng ở khu vực bảng B giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ là một trận đấu cũng khá hấp dẫn, trận đấu để có thể phân định được ngôi vị đầu bảng tại khu vực bảng B SEA Games năm nay. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu mà đội tuyển chúng ta thi đấu với một tâm lý thoải mái hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng đó là một trận đấu hay.
Và những hình ảnh vừa rồi trên sân vận động Prince cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.